với những người đồng nghiệp. Một nhân vật thì sắp tới sẽ giống như anh Minh Nho. Xin mời anh Hà đúng không ạ? Chú rể của 16 tháng 12. Xin mời. Hôm nay anh Hà mời sân khấu của anh Minh Nho để thể hiện tài năng ca hát cho người vợ yêu quý của mình. Và đặc biệt là muốn cho tất cả những người anh em, những người bạn bè, những người đồng nghiệp biết tài năng của anh không chỉ trong lĩnh vực nghề nghiệp mà còn có những nghề tay trái rất là giỏi đúng không ạ? Và bây giờ thì anh hát sẽ hát bài gì ạ? Đúng như dự đoán của Quang Đạt đúng không ạ? Anh bảo là anh sẽ hát bài Vợ Tôi đó. Xin mời tất cả chúng ta cùng lắng nghe. Vâng, và để tiếp nối chương trình giao lưu âm nhạc trong buổi tối hôm nay, cho phép Quang Hà xin gửi tới các bạn trẻ cùng các thanh niên một khúc đã mang tên Vợ Tôi. Thank you.